Tuấn, ngày hôm nay thì anh Tuấn đến đây với một chiếc xe mới nữa, lạ quắc luôn, với dấu hiệu rất là lạ luôn. Anh Tuấn giới thiệu đôi nét về chiếc xe này anh Tuấn. Chiếc xe là 1957, hãng Ford, F-O-R-D. Thì chắc quý vị cũng hãng Ford đó, chứ F-O-R-D. Qua đây nè, coi cái đèn mà nhìn mới biết. Đây nè, coi này nè. Nè, Ford. Ok. Dạ, của hãng Ford quý vị. F-O-R-D. Đó. Thì đây là cái màu sơn lông chuột. Mình sơn lại original đó anh. Nó sơn lại hết á. Dạ. Cái này sơn này nhìn nó sơn rất là bóng. Sơn lại hết từ đầu luôn á, là làm lại hết body rồi nó bị xét á. Đã làm lại hết, bị lỗ lụng làm lại hết rồi xong xuôi. Rồi xe của gia đình. Đó là thì lúc là gia đình để lại đó, mình lấy ra xong xuôi mình bỏ gần cái 70 ngàn vô á, sửa lại. Sơn công 20, sơn công 20 ngàn á. Ủa sao mắc dữ vậy hả? Anh nhìn cái sơn kìa, thay nó bóng, nó bóng ha. Anh như vậy thì giá trị của nó bao nhiêu mà bỏ? Chiếc này chắc khoảng chừng nếu bây giờ bán cũng được 100 ngàn á. Ôi trời ơi. Rồi độ lại máy hết, độ lại wheel, độ lại suspension. Lấy cái body của nó thôi. Đúng rồi. Cái xếp của nó thôi. Đúng rồi, anh coi ở trong nè. Độ lại cái bedline của nó nè. Thấy ba lan không? Làm lại hết luôn. Làm lại hết từ A đến Z luôn. Cái custom luôn á. Cái floor nó rất là đẹp các bạn ha. Nếu vậy thì cái xe này nó thuộc dạng limited không, có nghĩa là trên thế giới. Này cái này không có limited, nhưng mà mấy xe cổ bây giờ nó hư hết rồi. Chết hết rồi. Mất hết rồi. Nếu vậy thì sản xuất năm mấy anh nhớ không? Năm 7. Nó no, 56. 1956. Vậy là 56. Giờ năm 7 giờ mà năm 7 nó ba bắt đầu bán thì giờ mấy chục năm rồi. Yeah. Giờ mấy chục năm rồi? Năm 7. Sáu mấy năm rồi? Vì sáu mấy năm rồi, 57. 57 60 là 3 năm, 60 cho tới 2023. Cái đầu tiên nè, cửa bình thường là cửa nó mở dưới hướng này đúng không? Cửa này mở dưới hướng này. Lạ ghê chưa? Cái này là mình build lại hay là original nó luôn? Không, ngoài original làm lại hết. Làm lại. Cái body shop nó làm á. Cái tụ độ xe nó lộ cho mình mở cửa ra vậy. Cái cửa bị mình thấy là nó mở cửa ngược. Cửa ngược nha các bạn. Dạ, để coi ở trong này có rộng không? Chở được 3 người. Rồi thì là nè, ảnh đây nè, ảnh original ảnh nè. Đó. Ảnh nè. Đó, ảnh original của ảnh nè. Đó, original của ảnh nè. Đó. Hồi xưa nó có tay cái đổ cầm mở cửa đúng không? Nó có kiến ở đây phải không? Mình tháo cái này luôn ra luôn rồi. Giờ mở cửa sao, đúng không? Giờ mở cửa sao đúng không? Đúng không? Có dây dưới này nè. Giật mở cửa. Trời ơi, rất là vui các bạn ha. Cái này mà không ăn cắp được á. Không biết đường mở cửa luôn á. Nè, có dây dưới này. Trời ơi. Anh tính dưới. Dạ vậy ta. Ở dơ thì sao anh chạy qua địa hình dơ thì nọ sao chịu hả? Chịu thằng thấy không? Giờ ăn cắp nha. Muốn cắp chiếc xe là biết chỗ giật rồi phải không? Tại tôi đó. Dạ, nhưng mà chiếc xe nằm nhà hoàng á, muốn tới ăn cắp xe á là phải tới nhà hoàng gặp xác chết á. Nằm ở trong nhà hoàng đó. Ok. Dạ rồi. Các bạn lấy xe các bạn phải bố mà anh Tuấn mà có lò thiêu nữa cái là tới đó chừng ra còn hủ một á. Đúng rồi. Đó. Nói thêm đó nè. Bởi vì cái xe này là anh Tuấn nói là xưa nguyên bản nó như vậy nè. Rồi, cái mà anh độ tới đây là cái gì anh Tuấn nha. Nguyên bản tới đây. Giờ anh coi cái thắng coi, nếu mà anh cho xe lên nhìn thắng thì thắng gì? Thắng đĩa thôi các bạn. Thắng đĩa luôn. Sửa làm lại hết. Mẫu là thắng tâm bua nha các bạn ha. Cái này anh đòi thắng đĩa nha. Cái rim này gọi là độ lại hết rồi. Độ rồi nha. Cái wheel của xe kia là cái mâm sắt trong quyền sắt. Đúng rồi. Cái phụ ở trong có xi luôn á. Để cười để. Độ lại đồ nhúng em tiên luôn. Đọc coi. Nè. Nó sơn tự dưới gì ba trăm rồi ở dưới á. Anh độ cái cặp phuộc này ha bạn. Phuộc này phuộc phuộc độ luôn nha. Trời ơi. Bạn thấy không? Hồi xưa mà người ta đã chế ra được cái xe đựng như vậy. Xe này ngoài đường thì không có ít người có lắm tại vì nó hư hết rồi. Anh độ dưới này có gì đặc biệt không? Anh độ bốn bánh đều là độ bình sang. Bình sang. Bình sang hồi trước là bình sang là trước bên hông, giờ bình sang đến sau. Ok. Anh nói là cái này là cái dè này gõ lại phải không anh? Đúng rồi, dạ. Rồi. Mình sẽ coi từng phần nha các bạn. Nó lạ là ví dụ như cái này nè. Thấy cái nó phồng lên vậy ha. Độ là cái dò về body shop nó đã gõ. Như vậy là vô body shop làm lại mới hết trơn rồi. Tốn công nhiều lắm. Rồi, anh cho xe nó phía trong nha. Rồi.
Rồi. Rồi. Nhìn hồi xưa nè, original nè, thấy không? Theo hồi xưa không, original. Thế này không? Độ là hết luôn nè. Nó khác nhau, thấy không? Khác nhau hai cái, thấy không? Được. Thấy không nè? Nó cái này ngang. Rồi cái này cũng ngang luôn. Nhưng mà nó lấy ra hết mấy cái sườn này, mấy cái này lấy ra hết để nó làm smooth luôn. Cho nó bằng luôn. Trời. Máy lạnh mới tinh à. Wow. Xe này á, khi mà chế tới mức độ này nó rất là nhiều tiền, nhưng mà để này mà báo nhiệt độ nước nè. Này báo. Người ta bây giờ thấy dù giờ người ta bỏ vài trăm ngàn thì mua xe mới. Có máy lạnh đầy đủ nghe, xe mới ngon lành. Tự nhiên người ta bỏ vô 70 ngàn vô xe cổ làm cái gì anh hiểu không? Đó thì tại vì không người muốn vậy, nhưng mà chỉ có những người đam mê giống như Tuấn vậy đó. Đúng, dân chơi xe còn nhiều người chơi xe nữa, nhưng mà chiếc này không giờ anh lỗ, không giờ anh lỗ, nó đã cũ rồi. Giờ muốn bán có người mua, không giờ anh lỗ luôn. Làm ngộ á hả? Dạ, không giờ anh lỗ. Anh tính cái chính của xe là trái tim của xe là động cơ, anh là cái máy. Ok, sửa lại cái hood nè. Hướng lại vậy nè, giờ nè ha. Vậy ha. Các bạn coi Tấn mở cái cốp xe lên nè, các bạn cabo xe lên nha. Nội mở cabo xe thôi cũng thấy đặc biệt nha các bạn. Rất bắt xe, nha. Xe. Kéo lại như vậy ha. Kéo ra cái slide ra cái. Quá đặc biệt. Đây. Mở ngược nữa, cái này trên ngược không anh ạ? Cái trái tim của đây, trái tim của động cơ. Bây giờ mình đọc nha. Rồi, biết được gì. Cái máy này trước tiên á, nó là 8 máy nha các bạn. Máy hình chữ V, mỗi bên 4 máy. Cái này á, nó vẫn xài là Denko nha các bạn. Cái Denko á các bạn ha. Cái này Denko ha. Denko cái này tính máy. Nó là 5 máy hả? 57 chú. Nhận trên 57 chú. Cũng là hồi ha. Dạ. Mấy mấy năm. Dạ sau mấy năm chú đúng không chị? Dạ. Cái này cũng mấy ha. Dạ, yeah, cùng mấy chú. Ừ, cái này chắc nó làm mấy rồi hết. Cho làm lại hết á. Dạ dạ. Đây là cái gì anh Tấn? Dạ, sao anh? Anh Tấn cái này là cái gì? Để anh Tấn giải thích. Anh nghĩ cái này là cái gì? Anh nghĩ cái này là cái gì? Cái ti thâm nhớt đúng không? Đó, đúng rồi đó. Đó là ti thâm nhớt các bạn. Đúng rồi. Cái này á, là ti thâm nhớt của hộp số nha các bạn. Dạ, đúng rồi. Còn cái này cái ti thâm nhớt của cái máy nè. Đúng rồi, đây nè. Mình học được nó là gì? Đó, đây nè. Dạ. Mà cái máy nè, biết máy này máy gì không? Mình không chưa biết nó sao anh được. Boss 302. Máy Boss nha các bạn. Boss 302 á. Nó rất là nhiều lực nha các bạn. Cái máy này rất là nhiều lực. Những xe mà cơ bắp á, nó xài cái máy này nha các bạn. Boss 302 á. Ở Thái Lan nó lấy máy này nó độ ra để mấy chiếc tàu á, mấy chiếc ghe để nó đua á. Cái dòng tua nó rất là lớn nha các bạn. Dòng tua này rất là lẹ. Cái máy dòng tua rất là lẹ. Dạ. Dạ đúng rồi chưa? Giật cái da. Dạ, mà cho đổ rồi cho thành tự động này. Xe là rất là đẹp nha, mình Ngoài lăng nè. Cái số nè. Hồi kia mình chạy cái số càng nó gần lắm nha. Dạ đúng rồi chưa? Đúng rồi chưa? Cái số mà cái tự động nó không ngoái đâu, không cần cái càng đó. Dạ, dạ. Càng nó càng, anh biết nó càng mấy chục năm nữa. Dạ đúng chưa? Không có hay nữa. Dạ, dạ. Rồi, anh Tấn có gì đặc biệt nữa muốn giới thiệu? Muốn mở máy lên nghe không? Cho nghe cái máy, thử máy thử. Rồi, bây giờ anh Tấn thử máy cho nghe nè. Anh cũng độ lại những bạn ha. Cái độ lại đèn rất sáng nha. Ê, cái bình để đây. Bình để đây. Cái bình đi, đó. Mình hồn hả? Ủa sao phải dặn dặn là sao anh Tấn? Đó là cúp sạc kỳ đúng không? Rồi là cái cúp sạc kỳ khi mà... Mở điện lên. Mình mở bình điện lên là cúp cho điện trong động cơ. Sợ nó giật giật kêu cái gì kêu? Cái máy rất là yên các bạn. Cái cửa. Cái máy rất là yên. Giống như tiếng bơm xăng vậy ta. Này bật điện luôn. Dạ. Bấm nút cho nó mở cửa vậy. Rồi, cái này là cái cửa bật điện luôn nha các bạn. Tiếng động cơ rất là êm nha. Nhưng mà cái vô này nổ rất có hiệu lực nha các bạn. Cái vô nổ rất tươi sáng nha. Các bạn có thể nghe cái đợi chung là anh Tấn cho bài nhịp ga nha. Thank you.
dân trên xe là thích cái âm thanh của nó vậy đó hả? Đúng rồi. Rồi chạy này xe cổ đâu phải là xe tốc độ nữa, là xe chạy thường thôi, đúng không? Anh cứ chạy lúc ngày nào cũng chạy chứ anh đâu phải là anh một tháng anh chạy mấy lần nữa đó, tầm bậy tầm bạ ai nói vậy không có. Nghe nói là xe cổ thì chỉ cuối tuần. Nào. Anh muốn chạy 7 ngày tuần thì anh xe bên Mỹ là muốn chạy 7 ngày mà anh chạy 24 tiếng cũng được. Tại sao phải cuối tuần mới chạy? Tại sao? Lý do là luật gì? Luật gì? Biết đâu, tại mình nghe không có chuyện đó anh ơi. Mấy cái thằng mà nó nói anh về chuyện đó nó không biết về xe. Ok. Rồi vậy nè. Cái xe cổ á. Dạ. Cái xe cổ như vậy. Mày đúng chút vậy. Cái xe cổ như vậy đó. Thì máy móc nó cũng đã lâu rồi. Bây giờ đăng ký DMV làm sao để nó pass qua. Xe này không cần smart. Anh không biết à? Không cần smart, anh biết bên Mỹ qua năm mấy là hết smart. Hả? Anh không biết hả? Theo em nhớ là để em coi lại coi nha, để không ai muốn nói sai. Dạ, yeah, no smart check luôn đó thì. Tại xe em ví dụ xe mới đi thì nó cũng kêu đi. Đem coi kìa. Sao bao năm là nó phải kêu. Không, xe này không cần smart check qua năm mấy không cần smart check nữa. Để em coi kìa. Nhưng mà cũ quá rồi, năm 7 là quá cũ rồi. Có nghĩa là nó nghĩ là xe này không còn nữa hả? Mà mình còn mà. Còn nhưng mà không có cần rõ bỏ nó chết hả? Ngộ á. Vậy là cái dòng xe mà cổ mình để mình sưu tập á lại là không cần nè. Dạ. 1975 á nè. Dạ. Ok, 1900 gasoline power vehicle is a 1975 model or older. Include motorcycle and trailer diesel power. Để coi kìa. Qua 83 không cần smart check nữa. Qua 83 họ chưa hiểu, qua 83 là sao? Từ 83 trở lên á phải smart check, 83 trở xuống không smart check. Cái này 57 mà. Coi như xe nào mà trước năm 83 là không cần smart check nha các bạn. Dạ. Yeah. Từ trở xuống không smart check nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà vẫn lưu thông bình thường cũng chạy thường. Mua thác vậy đó. Đầy đủ bảo hiểm em tên là chạy thôi. Ok. DMV này kia cũng để á, để á. Nè, có này có bản số đàng hoàng nè, chờ đó chứ. Có bản số nào không có bản số ID. Nè. Nè. Ok. Đầy đủ. Yeah. Rồi. Ví dụ như xe cổ những cái đèn gửi kiến này kia nó có request là như thế nào không? Không. Đèn bình thường, có đèn, có bên Mỹ có đèn, có signal cũng mới xin nhang mở lên em mới tin ok. Vậy thôi đã xếp. Yep. Đâu phải ai nói anh xe cổ phải có đèn khác. Có nha, tại mỗi người cái nói cái mình nghe mình bị confused. Mỗi người. Cái đó đó. Hôm mình coi cái clip người khác nói là xe cổ bên Mỹ này chỉ chạy 2 ngày cuối tuần. Anh chàng đó là nó nói gọn này gì nè, ok không biết là giống như vậy mà mình không biết mình không dám nói sàn okay. Mình mới Google lên đó hiểu không chứ tôi không dám không nói đúng người ta chửi chết hiểu không người ta không biết vậy thôi yeah. Ở bên Rando á em đường men nó hay có chơi mấy xe cổ đúng rồi cái men có xấu đó classic á anh yeah. Có bao giờ đem xe này tới không chưa em chưa giờ đem xe của em đi có xấu đó okay. Anh cũng chưa giờ em đem coi khe em đi có xấu đi khoe đó chưa giờ em đem đi giống em mình đã nói anh nữa anh đặc biệt lắm tôi mới đem cho anh quay đó ok yeah. Em có 9 chiếc xe cổ nữa yeah mà loại khác không nói khán giả rồi cứ yeah. một tháng mình review vài chiếc là lâu chiếc dạ yeah. Luôn đó ôi đứng góc độ này nhìn nó lạ ghê luôn nè các bạn cái dòng xe này gọi dòng xe cơ bắp giống như con gì anh Tuấn nè ừ. Em có cái hình nè giống như con gì đó thấy không wow cái bánh này anh làm nhỏ xuống phải không anh? Đúng rồi dạ. Yeah. Yeah. Thì anh này cũng dân chơi xe cũng biết, nhìn biết. Yeah. Anh phải coi cái bá đàm mà đang ở dưới em tháo ra hết. Em xịt acid đó để cho ăn hết mấy cái rust á. Rồi sơn lại dưới hết luôn. Okay. Nguyên cái frame của nó luôn, cái sườn nó sơn lại hết đó. Cái bô này á là theo cái anh muốn chứ đâu phải là original đó vậy anh hả? Cái nắp á, cái nắp này. Cái nắp đậu hả? Ờ uh-huh. Theo anh muốn á. Cái nắp là thường thường nó đậu dài đại dài đại kiểu này thường là dở lên bởi vậy dở lên hiểu không cái này mình độ là cho nó thành phố các bạn nhìn nó đẹp á đẹp thiệt nó lạ yeah. Vấn đề là nhìn nó lạ nó không giống ai cái màu cũ của nó màu gì không màu cũ nó màu đen dạ yeah. Chứ sơn màu này màu lông chuột cái dòng này nó cũng nhiều màu lắm ha có màu đỏ gạch rồi màu vàng rồi à cái dòng gì màu này hồi xưa nó không có màu này có màu xanh thì có màu này màu mới dạ yeah, không có màu này xưa nó không có màu này tiền sửa lại thôi là 70.000 bằng mua chiếc nó xịt rồi nó xịt là có GPS có everything nhưng mà đang dạ đúng chứ màu đỏ đó màu lông chuột chứ không có bị lỗ không lỗ yeah. Đáng đồng tiền các bạn ơi đẹp quá này những người yêu thích này gọi là xe vô giá các bạn tại vì người yêu thích là giá nào mình dạ không có giá nó không có giá trên thị trường
từ cổ mà mấy con là chơi là cổ mà đánh chơi là mắc lắm á. Dạ. Em có chiếc xe nữa mà chưa bao giờ em chạy vậy đó. Cái ông già cũng để lại. Hồi xưa ông già có mấy cái nhà hàng á. Dạ. Ông bị ung thư ra, ung thư phổi. Dạ. Bác sĩ nói nhưng mà thang một năm chết à. Cái bắt đầu ông bán hết mấy nhà hàng, ông chia cổ cho mấy đứa con. À. Thì bên em lúc em không ở nhà. Đó, nhưng mà lúc mà về nói chuyện thì ông nói giờ mày muốn lấy tiền, muốn lấy gì, cái nói con muốn lấy hai chiếc xe. À. Ông nói xe gì, chiếc này. Đó, cũ rì hồi xưa. Dạ. Rồi chiếc Ferrari nữa. À. 288. Dạ. GTO. Anh tìm hiểu chiếc đó đi, nó làm có 250 chiếc à. Bây giờ còn có 400 mao, mới tin luôn, 400 mao. Bây giờ giá trị nhiêu không? Giờ anh tìm không có luôn á. 28 GTO. Đó. Là xe đó nguyên mẫu luôn? Nguyên mẫu everything original hết, từ bánh xe, từ everything original hết. Hồi xưa đó, 85 đó, là khoảng chừng 100-200 ngàn rồi. Bây giờ anh 5 triệu đồng. $5 million. Anh bỏ bạn có người mua liền. Yep. Vậy là xe đó duyên từ con ốc luôn ha. Đúng rồi, em tiên original hết. Mà nó lâu quá thì máy móc này nọ nó có bị ảnh hưởng không? Không, lâu mà cứ 1 tháng 2 tháng mình phải nổ lên cho nó chạy. Mà em cắm cái bình điện vô rồi. À. Em cho cái bình điện vô rồi. À. Nó cứ mỗi năm anh đem ra anh thay dầu vậy thôi. Không chạy cũng phải thay dầu. Nhá. Yeah. 288 GTO. Hiếm có lắm. Không bao giờ anh thấy ngoài đường. Nó thì cái xe đó. Xe em quý nhất tại Cuba ba đó. À, người ta nói là chơi xe cổ thì là giống như là người tình, giống như là con cưng vậy đó. À, tính ra là anh Tứ có nhiều con cưng dễ sợ nha. Mỗi cái là một vẻ, thí dụ như hôm trước quý vị nhìn thấy là hai chiếc motorcycle rồi. Đấy, cũng là một chiếc McLaren nữa. Đó là ba chiếc rồi đó, chiếc này là chiếc thứ tư rồi đó nha. Wow, mỗi người mỗi vẻ ha, mỗi đứa con là mỗi vẻ. Thật ra nếu mà con nào nó cũng dạng con thứ dữ không à trời. Chiếc này thì mình thích chiếc này hơn nha anh Tuấn. Dạ chiếc này, dạ. Xe kia thì dù sao nó cũng nguyên mẫu, mình bỏ tiền ra có tiền là mua được. Nhưng mà xe này có tiền mua cũng được. Cho nghe lấy cái điện thoại tí nha. Dạ. Yeah. Hello, nhà Hoàng Thiên Môn. Hello. Dù biết cái xe này đặc biệt là gì ông Dũng nè. Xe này nguyên mẫu nó là số sàn ha, nhưng mà giờ độ số tự động nên quay cabin cho mọi người biết là nó không có chân âm thanh ra. Và cái tay đó, người ta nhìn cho thoáng nhìn là tưởng là xe số sàn, nhưng mà cái tay đó là đổ lại tay số tự động. Cái đó cái nét đặc biệt của xe này á. Cái này là cây... Ngang không nè, đẩy vô nè, không đẩy vô nè. Khoan, đẩy vô nè. Các bạn coi Tuấn đóng cớp lên cho các bạn. Để lên cạnh nó xuống, tự xuống hả? Không, nó chưa xuống. Rồi, đó lót rồi đó. Bọc gió lên nè. Yep. Yeah, cho quý vị nhìn thấy một lần nữa nha. Đó. Nói chung là cái hình thù nó còn cũ thôi, nhưng mà tất cả mọi thứ là anh Tuấn đã làm lại. Anh biết không? À, anh biết anh làm cái gì không? Em hay cho khách nhà hoàng á. Dạ. Mấy người mà lớn tuổi chết á. Dạ. Người ta nói ba tôi, ông nội tôi thích xe cổ lắm. À. Em bỏ cái hòm nhang sau. Ồ. Em chở ra đám tang. Là do ông chở ông đi giang giang nghĩa trang lần cuối cùng á. Ủa mà vừa sao anh? Cái này cái hòm vừa sao? Mở cái trang xuống. Mở cho anh kéo cái này xuống. À. Em chở mấy lần rồi. Rồi ừ. Tại vì nếu mà ba hay là ông nội này nọ là những người đã từng biết xe này nè. Đúng. Thì người ta thích xe cổ. Thì yêu cầu người ta nói ông nội tôi thích mấy loại xe là lắm. Thì giờ đó anh cho tôi mượn để tôi chở quan tài đó. Anh chở quan tài ra nghĩa trang được không? Hay là anh chở quan tài ra nhà thờ làm lễ được không? Thì mình cho người ta, mình đâu có tính tiền. Mình lái nhưng mà mình dùng không chở xe, không dùng xe không chở quan tài. Dùng xe này chở. Lý gô mà. Người ta rất là thích mấy người lớn tuổi đó. Ví dụ như lỡ cái này phát lên rồi nào, cái người ta nghe cái người ta okay. Nói, ơi, giúp gia đình. Tới nhà hoàng tôi ok yeah. Ok yeah, rồi. Tuyến cho. Này á anh nhắc số điện thoại của nhà hoàng anh đi. 714-224-2501. 714-224-2501. Đó là số điện thoại của anh Tuấn quý vị. Dạ đúng nếu rồi. Nếu mà gia đình thân nhân quý vị mà thích về xe cổ đó cứ gọi anh Tuấn nha. À 6 năm trước, 3 năm 5 năm trước. Có một gia đình mình hốt củ cốt từ bên Việt Nam qua. Dạ. Yeah. Xong xuôi cái người ta nói trời ông cụ hồi xưa còn sống thích Ferrari lắm, thích xe Ferrari lắm. Cái mình nói ok,
giờ thích xe Ferrari phải không? Kìa mình sẽ chở một xe Ferrari tới giao hũ cốt nha. Mình lấy hũ cốt cho bao nhiêu em qua, xong xuôi mình chở cái hũ cốt trên chiếc xe Ferrari. Mình đem giao tới nhà cho người ta. Ông cụ được xe Ferrari đi ngồi Ferrari nè. Mà không mà cái hũ cốt, phải không? Nằm trong xe Ferrari. À, điều này chắc chỉ có anh Tuấn rồi mới làm được thôi chứ không có nghĩ gì thứ hai quá. Có nhiều cái service rất là đặc biệt các bạn ha, có nhiều cái idea rất là biệt. Đây cái xe này anh Tuấn đã từng chở đưa tiễn những người thân đã mất mà họ. Để coi mình còn cái video của con chờ tiễn nha. Kính thưa quý vị, một lần nữa Tiến Dũng rất chân thành cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi chương trình vừa qua. Nãy giờ thì từ sáng giờ ha. Đi từ trên núi rồi tới đây một cái chiếc xe đặc biệt nữa, và cũng nghĩ rằng ngay cả vị nữa cũng ít người biết về xe này nữa, và nhất là phải cảm ơn anh Tuấn nè, ngoài tay lái lụa mà anh có bộ sưu tập. Anh nói rồi, từ từ quý vị xem trên channel TD Mina hoặc là channel của anh Hoàng đây đó, OCTV đó, là cũng sẽ biết được nhiều hơn nữa, đặc biệt dành cho những người đam mê về xe cổ. Anh Tuấn, cái này là anh chơi từ nào? Anh Tuấn mình sẽ có nhiều vậy? Em chơi lúc 17 tuổi, em có chiếc xe 200 á. Em đi chiếc xe 200 á, mua em đi làm á. Dạ. Thì từ đó, nhưng mà lúc mà bắt đầu có tiền để chơi á, chắc từ 2028. 2028. No, 2008. 2008. 2008. 2008. Yeah. Mấy năm về trước đó. Yeah. Mà thực ra bà nói chơi nhiều khi nhìn thấy mê thiệt á, nhưng mà cái giá nội tiền sửa không $70,000, $70,000 người ta nghĩ tới cái chuyện mua chiếc xe mới, nó xịt mua chiếc xe FinFast, chưa tới $70,000 nữa là có GPS, anh thấy không? Đúng rồi. Không? Yeah. Mọi thứ hỗ trợ trên, còn lên này thì ở trong nó không có đẹp bằng đâu. Nhưng mà đúng. Nói ngang xe này á, chạy cho đã đời vậy, bán ra cũng còn giá đó đó nha, đúng. Cái đó là cái chánh á. Dữ hoài. Thì chương trình hôm nay, sau chương trình hôm nay thì anh Tuấn sẽ đi về Việt Nam hồi tuần tới, đúng không? Đúng rồi. Anh về bán 2-3 tuần, nghĩ rằng là khi Tiến Dũng phát cái này lên đó là anh Tuấn đang ở Việt Nam, quý vị gọi là nếu mà yêu thích anh Tuấn cứ gọi số điện thoại mà anh Tuấn nói đó, ở Việt Nam gọi số đó được không? Dạng điện chè, ok. Mà số điện thoại nãy á được, được luôn ha. Điện thoại như international mà. Anh Tuấn sẽ pick up phone mà quý vị luôn, nếu quý vị mà yêu mến xe cổ nè, hoặc là thông tin về VinFast, những chiếc xe VinFast VF8, VF9 gì đó, có thể gọi anh Tuấn chia sẻ nha. Anh Hoàng có lời gì khi mà anh quan sát cùng em sáng sớm giờ? Hoàng Lê cũng có cái đam mê về xe các bạn ha. Ở Việt Nam Hoàng Lê cũng có sưu tầm, nhưng qua tới đây gặp cái xe rất đặc biệt. Lê phải gửi mẫu cuối chào anh Tuấn, anh sưu tầm những cái xe rất là đặc biệt. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh. Anh có lời gì khán giả trước khi mình chia tay? Như đây lần thứ hai mình quay VinFast phải không? Dạ đúng rồi. Ok, thì anyway thì đây khu Việt Nam, đây cũng người Việt Nam. Dạ. Thì mấy anh này ở chắc qua đây cũng, anh qua mấy năm, 20 năm. Qua mất á, hai mấy năm rồi. Mấy năm anh này cũng mới qua thôi. Mới qua. Mình ở đây lâu rồi. Thì cái quan trọng nhất là cái gì của Việt Nam mình ủng hộ. Tại vì đi đâu đi cũng là mình phải cái máu của anh ha. Dạ, cái mình phải hãnh diện về cái nước Việt Nam của mình chứ. Đó, chuyện khác, nhưng mà chuyện mà mình phải hãnh diện nước mình làm ra được cái gì. Từ hồi đó tới giờ, qua chiến tranh, từ không có đồ ăn, từ đó tới giờ lên là có đầy đủ bên Việt Nam hết. Sao mình phải hãnh diện chuyện đó chứ. Và cũng bởi vì khi mà quý vị nhìn thấy hình ảnh gọi là rất là sống động hồi sớm giờ á, mong quý vị là chỉ xem để với tính cách là giải trí thôi nha, quý vị đừng bao giờ bắt chước thêm Tuấn. Như nói đây là một người rất là có kinh nghiệm, thành ra là Tiến Dũng mới gọi là tin hết cái khả năng của anh, và anh cũng vậy nữa, khi mà anh lái là anh cũng diễn ra là hết cái khả năng của vậy anh. Giờ họ đi ô tay cái highway phải không, bắt tay phải không? Dạ. Tay nha, giờ ô tay của highway đó. Ô, mình chưa biết cái đó nha. Thì đi mới biết ghê hơn sáng rất là 10 lần luôn. Em thấy sáng tới 10 rồi anh thấy chắc đủ rồi quá. Dạ sao nói tin tưởng cái cách lái của mình. Nhưng mà ngồi trước phiêu lắm bây giờ. Ok. Anh ngồi có phiêu không? Phiêu chứ. Cái video của chúng tôi làm đây lên để thử thách cái độ bền của xe VinFast, chứ không phải là để trổ tài gì các bạn ha. Các con em, những người đừng nên bắt chước anh Tuấn theo cách chạy đó các bạn ha. Anh Tuấn đây là dân chuyên nghiệp chạy xe, anh đã qua rất là nhiều thử thách. Do đó các bạn đừng nên bắt chước những cái cách chạy xe của anh. Chúng tôi làm video này chủ yếu là để thử thách cái xe VinFast, độ bền của xe VinFast thôi. Dạ. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn anh Tuấn. Chúc anh có chuyến về Việt Nam tới đây thật là nhiều niềm vui, và hy vọng sẽ gặp lại anh sớm rồi để rồi mang đến quý vị khán giả những trải nghiệm nữa trong thời gian sắp tới thưa anh.
Nếu mà hy vọng nếu mà tôi về được Việt Nam rồi, nếu mà giống anh nói đó, VinFast F9 yes. Chưa có, mình chưa ai đi thử đúng không? Bên Mỹ đúng không? Bên Mỹ là chưa. Bên Mỹ, Việt Nam có không? Hy vọng nha, tiếp tục liên lạc nha. Giờ có thể mà anh liên lạc được người man supervisor. Đúng rồi. Muốn phỏng vấn tôi chạy thử cho. Ok, rồi. Okay. Nhưng mà Việt Nam thì chạy nhanh gì không có được. Rồi anh quay, bên anh quay nhưng mà thì cùng nó bị công an quán thôi. Dạ vâng, rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn Hoàng, cảm ơn quý vị. Xin chào ha. Bye bye.